Ví dụ thầy đứng ở con một thầy đơn giản cái tên miền tua tua từ bây giờ mà nó ra là IP.4 này
Petting the bee. No. Petting the bit of pantaleta, taking one more. Stop it. Oh, what the way? I mean, the go to the neck and then that is that feels a bit of. Thank you.
2.2.4 phần bạn nhớ thì bạn có luôn phần tiếp đấy đủ lâu đủ lâu. Ở trong mâm này thì ghi là 0.5. Bên con 2 là có cái thằng này là không mất thời gian, con 2 là có đàn na và có tô của bên này 3 và 4 để thể hiện như thế này. Đây con 2 nữa, đây là Thank you.
kiểu là cái nó sẽ là có thắng thì mình cũng là có thể thiết kế này. Kính và vợ về lúc tới lúc chấm tin cho em và chúng ta thì gì nhỉ FTV có hơi đập cái hơi đỏ cái mắt bàn này nó có vấn đề này. Sí.
chưa tài á. 10 tầng 7 chưa tài. Để xem quản lý không? Các cái quản lý nó quản lý không? Thầy đang muốn làm từ con 1 đấy. Có thể phân giải được. Cái tên của nó quản lý. Thầy ví dụ là tôi dùng men. Từ con 2 thì có thể phân giải. Ngoài cái tất nhiên ngoài cái quản lý nó quản lý thì nó không phải. Cái tên ví dụ là Apple của con này. Thì thầy đang muốn là gì? Cái con 1 này nó phân giải tất cả các tên miền có đuôi từ men. Kể cả nó quản lý hay không hay quản lý nó đều phân giải được. Còn form này thì nó phân giải tất cả tên miền nó quản lý và các tên miền từ form khác nữa. Đó, net tương tự phân giải tất cả tên miền của nó quản lý và phân giải tên miền từ net. Ví dụ là từ đây nó phân giải tên miền là ăn từ net từ con ba. Bạn làm được cái bước tạo rôn và tạo như chưa? Làm xong chưa? Đang là đấy, làm xong cái này. Cái này nó hôm qua chúng ta có thể nói là new có hai loại là primary và secondary đúng không? Primary là gì? Để thêm dành cho con chính. Secondary là chỉ có đồng bộ thôi, con chính khác thôi. Đó là read con min. Con backup, con chính. Thì nếu mình muốn dựng là con chính thì mình chọn primary. Còn nếu mình dựng là con phụ thì mình để là secondary nữa. Còn start là để cho con người đặc biệt thì mình làm lớn đi. Làm bài này chúng ta biết được hoạt động của cái VNS trên mạng internet đang hoạt động thế nào. Thì đâu sau này vào làm IT cho công ty nó có cấp tiền miền hay sao? Chứ ngày một cần của người tạo tất nhiên là nó sẽ có phần mềm để nó quản lý và nó tự động hóa được. Chứ không phải làm bằng tay nhưng mà bản chất là nó nghe. Nó sẽ có một cái phần mềm cắm nó có API mà nó kết nối nó bằng NAT server thì sẽ tạo thêm một cái web và tự nó phi các bản đi vào con này chứ không ngay mà nó vào trực tiếp và tạo một cái như thế này mà nó sẽ có một giao diện web đó một cái con server web thì cho thì ông IT support vào cái ngồi đấy khách hàng nó thuê tên miền thì tạo thêm đấy nó tự nó chạm vào cái phần NAT này phi dữ liệu mà. Thế bọn nó sẽ đặt hàng các phần mềm quản lý VNS rồi. Nhưng mà chúng ta làm sơn đi thì chúng ta kè từ phần core thì sẽ khi mình trực tiếp vào nền tảng. Còn phía các em chân dài các em ấy ngồi ở phía ví dụ bọn em hay gọi tổng đài hỏi về VNS thì tại sao không? Anh tạo bản ghi mà mãi nó cập nhật thì từ từ toàn bộ tổng đài của em mà và các em trẻ mà đi đâu biết IT đâu thì được chuyên minh còn mình là học về IT thì mình sẽ ke về phần tách em rồi mình ngồi trực tiếp trên con server mình moi từ đây là tiền điện báo biết thầy đã
Xe buýt. Xe buýt. Nó sẽ đi truy vấn cái tên miền Transco, bởi vì khi truy vấn tên miền Transco nó sẽ nhận được cái
bắt đây là chúng ta bắt cái chi này. À, bắt cái chi là nó mới khớp cái variety trong cái nó có giải mã được cái nội dung của cái lấy không của cái header trong cái from. Nếu mà giải mã được thì chứng tỏ của mình cái tên miền transcode đấy là một cái new sql thật chứ không phải một cái spam, không phải spam name. Đấy, mà nó access cho cái mail được gửi vào. Còn nếu mà truy vấn mà nó không thấy các cái bản ghi nó cho là cái tên miền này không được trước thì nó sẽ